các bạn, chào mừng đến với kênh YouTube của Yobo. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Yobo trong những video clip trước. Và tuần này chúng ta sẽ cùng nhau đến với một công thức bổ sung được rau xanh cho trẻ, giúp trẻ có thể thoát được cái tình trạng là táo bón này, đồng thời giúp trẻ có một sức đề kháng tốt hơn và có nhiều cái chất dinh dưỡng, vitamin, enzyme để có thể phát triển khỏe mạnh và tăng cường được chiều cao, cũng như là có được một cái hệ cơ xương và máu huyết rất là dồi dào, những cái thứ mà trẻ rất cần trong cái giai đoạn đầu phát triển của mình. Vậy thì chúng ta sẽ đến với công thức gì đây? Đây được gọi là công thức là V1, và trước khi mà vào với cái quá trình chế biến cái món đồ uống này thì chúng ta sẽ cùng nhau chào đón một khách mời rất là đáng yêu. Xin chào con. Xin giới thiệu. Con có thể giới thiệu đôi nét về mình được không? Con tên là gì nhỉ? Con tên là Phan Châu Phi. Ở nhà hay gọi là gì nhỉ? Không nói tên ở nhà. Thế hôm nay mình sẽ cùng nhau làm cái công thức V1 nhé. Và công thức V1 của chúng ta sẽ gồm hai nguyên liệu. Một là gì nhỉ? Một là táo, đúng rồi. Và hai là cải xoăn. Đây là cải báo xôi, và chúng ta có thể thay giữa cải báo xôi hoặc là cải xoăn với nhau. Chúng ta sẽ hỏi trẻ một điều thế này này. Một trong những lý do khiến mà trẻ không ăn cái món rau trong bữa cơm là bởi vì nó có vị mặn. Còn trẻ thì thích vị ngọt, có đúng không nhỉ? Gia Huy có thích vị ngọt không nhỉ? Thế Gia Huy thích vị gì? Mặn. Gia Huy thích vị mặn. Thường trẻ con á, rất là thích những cái món như là chè này, rồi kem này, rồi bánh kẹo này, đồ ngọt này. Thế nhưng mà khi mà đã từng có một trẻ bước vào cửa hàng của Yobo và order một món trà sữa, và Anna có nói rằng là ok, hôm nay cô sẽ làm cho con một món trà sữa màu xanh. Và khi mà trẻ uống á, chính là cái công thức V1 này, thì trẻ nói rằng là cái trà sữa màu xanh của cô còn ngon hơn cả cái trà sữa mà bình thường con hay uống. Bởi vì chúng ta không cần phải cho đường, không cần phải cho sữa, chúng ta sẽ lấy vị ngọt từ táo để làm cho vị ngọt cho món của trẻ. Và nếu chúng ta làm một chai nước như thế này thì chúng ta sẽ có thể ép được cho cả mẹ và cả trẻ uống luôn. Rồi chúng ta bắt đầu nhá. Rồi đây, Gia Huy có thể cho táo vào. Đúng rồi, thả xuống. Thả 3 quả thôi nha. Đúng rồi. Đúng rồi, con cho vào. Rồi. Đấy. Bắt đầu có nước ép. Ôi, có một chú đã hy sinh. Đã hy sinh. Rồi, tiếp đi con. Rồi, để mẹ giúp nhá. Rồi, để mẹ giúp. Con ăn miếng táo nha. Con có thể ăn một miếng táo. Ngon không? Công thức này thực chất là có thể dành cho cả người lớn tuổi, người trưởng thành lẫn trẻ nhỏ. Nếu như mà đối với trẻ nhỏ thì mình cho con uống trễ nhất là từ 4 đến 5 giờ chiều thôi. Còn nếu người lớn tuổi mà muốn uống, mình có thể cho thêm một chút gừng. Tại vì người lớn tuổi thì thường là đi tiểu nhiều hơn, đi tiểu đêm nhiều hơn. Cho nên là nếu mà chúng ta, nhất là uống vào buổi chiều, chúng ta rất cần là phải có thêm một chút gừng vào để cho các cụ có thể yên tâm để mà uống được thường xuyên. Và đây cũng là một trong những cái món mà mình có thể uống được mỗi ngày. Cải rất là lành tính, và táo cũng vậy. Cái dược tính của nó không quá mạnh, cho nên là chúng ta có thể dùng uống được mỗi ngày. Công thức này á, nó giống như là chúng ta sẽ được cung cấp cho hồng cầu của chúng ta nhiều cái xe tải hơn. Xe tải tức là hemoglobin, hay còn gọi là diệp lục, ở trong những cái thực phẩm có nhiều màu xanh như là cải báo xôi, hoặc mình có thể thay thế bằng cải xoăn. Gia Huy đã ăn đến miếng thứ hai à? Mẹ ơi, táo ngon quá. Táo ngon quá. Táo quá ngon nhỉ? Vậy là 50 trên 50. 50 trên 50. Con chỉ cần uống 150ml thôi. Từ từ, mẹ đưa cho con rót.
Đây, vậy là chúng ta đã xong được công thức V1. Và đây, mời bạn Gia Huy, hãy rót vào ly để có thể thưởng thức công thức V1. Rót nhẹ tay thôi. Rồi, ok. Đối với lứa tuổi như Gia Huy, thậm chí chúng ta chỉ cần một lượng gấp đôi như con thế này là được rồi thôi. Con 7 tuổi, mẹ sẽ rót một lượng gấp đôi như thế này để cho con có thể uống rồi. Nhưng mà mẹ sẽ rót hết ra để cho mẹ ngoáy đều lên nhá, chứ không thì rau nó sẽ ở bên trên con ạ. Rồi, bây giờ mẹ sẽ ngoáy đều lên. Con chỉ cần uống 1/3 chỗ này thôi là đủ lượng của con rồi. Ừ, đúng rồi. Đây, mời con thưởng thức. Được không? Có vị ngọt không? Như vậy là chúng ta đã có được một cái công thức V1 có thể bổ sung chất xơ và đồng thời bổ sung thêm những cái yếu tố giúp cho máu huyết và hệ thống trao đổi chất cũng như là hệ miễn dịch của trẻ được hỗ trợ tốt hơn. Và đây cũng chính là cái cách mà chúng ta tạo vị ngọt cho rau thay vì là chỉ có một vị mặn là trong canh. Xin cảm ơn các bạn. Nếu các bạn mà thích thông tin này và thích công thức này, xin hãy cho Yobo một like, một share, hãy rung chuông và đăng ký vào kênh YouTube của chúng tôi để Anna có thể có thêm động lực để làm những cây video clip tiếp theo. Xin chúc các bạn có những công thức đồ uống ngon miệng và em bé của gia đình chúng ta có thể được thưởng thức và ăn rau hoàn toàn tươi sống còn đầy đủ vitamin, enzyme và muối khoáng. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại.